Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối môn thể thao vua. Giải đấu lượt trước thì Lê Pháp đã là nhà vô địch, nhưng giải đấu lượt này thì rõ ràng Cổ Dương đang thể hiện tinh thần rất cao. Cú chạm bóng cuối cùng vừa rồi đó chính là của Đinh Đình Khải, nhưng cú đá của Đình Khải có lẽ anh đã bị mất trụ. Rất ít người tại giải đấu năm nay biết tới fanpage của chúng tôi, cũng rất dễ dàng thôi. Chúng ta chỉ cần gõ tên là về Nguyễn Anh Hùng. Rất khéo. Phản công. Đây rồi. Come on. Vừa rồi đó là một tình huống ra chân của Nguyễn Xuân Thủy, nhưng cú đá của anh lại không trúng tầm bóng, hơi vội vàng. Có lẽ cần bình tĩnh hơn. Chính là Trần Nguyễn Hoàng, không bao! Phạt góc dành cho Cổ Dương. Đây là câu trả lời dành cho Lê Phúc. Rất mềm mại, pha xử lý xuất sắc. Một câu trả lời phải nói là trọng lượng của hàng thủ Lê Phúc. Tình huống không chơi bóng và dứt điểm của Nguyễn Tiến Linh. Lộn xộn. Không có gì khó khăn đối với lại Trần Đức Anh. Một khá mềm mại. Giải bóng đá Nhi Đồng xã Tiên Dương hè năm 2023 tạo ra đứng ra một sân chơi để giúp các con có một nghề, nhưng đường chuyền đã chưa thể tới được vị trí dành cho đồng đội. Đây là cơ chân trái, một pha xoay sở và sau đó dứt điểm bằng chân trái của số 9 Đoàn Văn Nguyên. Vẫn đi bóng dứt điểm bằng chân trái không khác gì Messi. Bên ngoài sân thì những vị huấn luyện viên trưởng, những ban lãnh đạo rất nguy hiểm. Bóng đã tấn tới xa ngang cầu môn khung thành của Lê Công Hoài An. Một sự cạnh tranh của một kẻ tám lạng, người kia thì cũng là 800 gram, không hề có sự chênh lệch, rất nguy hiểm. Nếu như pha chạm bóng vừa rồi của số 5 Nguyễn Thế Bảo Long mà đi vào khung thành, rất có thể đó là một pha đốt đèn. Vẫn còn, đấy là cơ. Một công dành cho Cổ Dương. Trần Nguyễn Hoàng đã vâng siêu. Trần Nguyễn Hoàng, Jonathan Hoàng chính thức đã khai trận trên đại bác, đã nổ phát súng đầu tiên của trận chung kết giải bóng đá Nhi Đồng xã Tiên Dương hè năm 2023. Một cú đá bóng đi gầm thẳng vào góc cao của môn khung thành của Lê Công Hoài An. Hey, không được. Bóng băng ra hơi lỡ chân của thủ thành Lê Công Hoài An. Rất may là một liệu rằng Lê Pháp có thể có sát bằng bàn thắng trong hiệp hai. Đánh đâu, không bao! Vẫn là tình huống chạm đầu của Tuấn Nguyên và thiếu chút nữa bóng đã đi vào góc, chưa cả một khung thành của Trần Đức Anh. Cái biệt thì chỉ là một bàn mà thôi. Vẫn cú đá, không bao! Vẫn may, vẫn đem đuổi, vẫn đang đeo mắm số 7 bên phía đó của Lê Pháp. Khi mà Tiến Minh đã tung ra một cú sút chân trái vì nó là rất căng thì liền bóng lại một lần nữa tên đến xa ngang. Vâng, ngay sau khi tình huống dứt điểm của Tiến Minh thì đó là một tình huống sai lầm giữa hàng phòng ngự Nguyễn Thế Bảo Long cùng với lại thủ thành Lê Công Hoài An. Một pha không hiểu nhau.
mà nó là một món quà dành cho Đinh Đình Khánh. Một cái biệt cũng tương đối là an toàn dành cho Cổ Dương. Như vậy là tỷ số là 3-0. Bóng đá chạm chân một đầu về bên phía Lễ Pháp. 3-0 rồi. Niềm vui của những ban huấn luyện và ban đoàn viên bên phía Cổ Dương. Bây giờ thì vâng, lúc nãy thì ăn mừng theo kiểu Ronaldo, bây giờ thì ăn mừng theo kiểu Erling Haaland. Những chú gà trống Pháp Cổ Dương. Như vậy là chức vô địch đã chính thức thuộc về Cổ Dương ở mùa giải năm nay. Nhà vua đã băng hà và tâm mừng mới đã vang thành Cổ Dương. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.